Thưa quý vị và các bạn, một trong những khâu đột phá góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển thời gian qua của tỉnh Hưng Yên là lĩnh vực hạ tầng giao thông. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2021, Hưng Yên có gần 1.400 km đường các loại được đầu tư, nâng cấp, mở rộng và xây mới. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự phát triển vượt bậc về hạ tầng giao thông của tỉnh Hưng Yên. Chứng kiến sự đổi thay đi lên của địa phương, ông Thế Hùng, người dân xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, cũng không nghĩ rằng hạ tầng giao thông lại phát triển nhanh đến vậy. Cảm nhận của ông Thế Hùng cũng là cảm nhận chung của người dân ở những địa phương khác tại Hưng Yên. Hiện nay là cái hệ thống đường nông thôn trong xã là lòng đường đã được mở rộng và mặt đường thì đã rất là nhẵn và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, cũng đồng thời cũng là tạo điều kiện để đi lại cho của bà con nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, hiến trên 1,7 triệu mét vuông đất thổ cư, 700 hectare đất nông nghiệp để làm đường. Cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho các công trình trọng điểm như giai đoạn 2, đường nối hai cao tốc, đường vành đai 3,5, vành đai 4 vùng thủ đô, mở rộng đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội, tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế, xã hội, dọc sông Hồng, đường hai bên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và một số công trình giao thông khác, càng làm cho Hưng Yên có đột phá mạnh mẽ hơn nữa về hạ tầng giao thông. Ngành giao thông vận tải thì cũng đã tham mưu đề xuất ban tỉnh và triển khai tất cả các cái hệ thống tuyến đường giao thông từ quốc lộ ở tỉnh nội, huyện nội và các cái tuyến đường giao thông nông thôn, tạo ra một cái hệ thống mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra ba đột phá chiến lược, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên sẽ có sức bật mới từ tiềm năng của hệ thống giao thông liên hoàn đồng bộ với mạng lưới giao thông quốc gia.